Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Hoan Ca Giáng Sinh Tình Ngày Gọi Con. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón anh em ban nhạc đã sẵn sàng trên sân khấu. Ban nhạc Cross Band, xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ đồng hành cùng với ban nhạc, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiết mục Người Con Của Mẹ của nhóm sinh viên Angelis sẽ gửi tới tất cả quý vị chúng ta trong đêm Hoan Ca Giáng Sinh tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ta chung tiếng cất lời hòa ca với chiều thần thánh trên trời, nhân loại sống vui mãi nên muôn đời chính nhờ Vua Trời Giáng Sinh. Ngôn sứ loan truyền Bethlehem đêm lạnh Chúa sinh ra đời. Người nữ trinh xinh đấng cứu đời như lời thiên thần báo tin. Ta nghe tiếng sứ thần hòa ca vang vọng gần xa của trời. Nhân loại trời Giáng Sinh, ta chung tiếng cất lời hòa ca với chiều thần thánh trên trời. Nhân loại sống vui mãi đến muôn đời chỉ nhờ Vua Trời Giáng Sinh. Tình mơ trong đám chiến lửa, ngôi sao trên trời sáng soi ngân hà. Mộng đồng lắng nghe tiếng hát thiên thần ca mừng Vua Trời Giáng Sinh. Chúa Vua Trời Giáng Sinh cho người, giữa trời tuyên trương mang có lạnh lùng. Chúa thời từ hàng xưa ngôn sứ loan truyền Bethlehem đêm lạnh Chúa sinh ra đời. Nhân loại sống vui mãi đến muôn đời chỉ nhờ
Trời giáng sinh.